Hiện nay, tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang tiếp nhận điều trị cho khoảng 70 đến 80 bệnh nhi chờ được ghép gan. Từ tháng 10 năm 2022, bệnh viện tạm ngưng việc ghép gan khiến nhiều bệnh nhi trong tình trạng không thể chờ được đã chủ động tìm các đơn vị khác ở miền Bắc hoặc tư nhân để thực hiện ghép gan. Nếu như mà không ghép gan, cái hiện tại bây giờ là cứ ở khoa gan thì khoảng 2 trường hợp bệnh nhân sẽ tử vong. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải làm. Chúng tôi ghép trong năm 2020 rồi đó, mà số lượng bệnh nhân tử vong trong thời gian chờ đợi ghép gan nó không còn, chứ không phải giải quyết được hết. Cũng theo Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh viện có 2 phòng mổ dành cho ghép gan, cũng là phòng mổ cho những bệnh nhân phẫu thuật như tim và não. Khi một ca ghép gan được diễn ra, đồng nghĩa với việc các bệnh nhân khác phải chờ ít nhất 1 tuần. Chính vì vậy, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tạm ngưng cũng vì một phần muốn xây dựng cơ sở vật chất và trình đề án thẩm định ghép tạng. Khi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, sẽ căn cứ để trình Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế phê duyệt. Bệnh nhân nào cũng là bệnh nhân, và chúng ta cũng không nên ưu tiên cho bệnh nhân nào. Và chính vì vậy, Nhi Đồng 2 cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng thêm phòng mổ để đáp ứng được bệnh nhân ghép gan, ghép thận, bệnh nhân mổ tim và bệnh nhân mổ u não. Khi chúng ta mổ một ca như vậy thì trung bình phòng mổ sẽ ngưng khoảng 1 tuần là trung bình, có khi thời gian nếu bệnh nhân nặng có thể lâu hơn. Và như vậy, cái cơ sở phòng mổ không có. Và nhìn những cái ca u não như vậy, nhìn những đứa bé bị mổ tim hở như vậy thì rất là đau lòng. Các bệnh nhân được tiếp cận ghép gan được nhiều hơn. Các bệnh nhân ở chuyên khoa khác cùng sử dụng chung phòng mổ như là mổ tim, mổ sọ não không phải bị chờ để có những biến chứng không mong muốn. Thì Bệnh viện Nhi Đồng 2, đây cũng là một tin mừng, cũng báo cho các anh chị biết, tiến hành thẩm định đề án ghép tạng. Đề án ghép tạng này chúng tôi mong muốn có 2 phòng mổ hoàn toàn mới, hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn mới nhất. Hiện nay, trung bình một ca ghép gan chi phí từ 300 đến 400 triệu đồng. Công tác ghép gan bị trì hoãn liên quan đến việc thiếu nguồn gan để ghép, đa số từ người cho trong gia đình, nhưng không phải ai cũng tìm được nguồn tạng phù hợp.